Anh em tương tác nào, anh em để view giúp công nào. Cả nhà để view giúp công đi ạ. Để view giúp công cả nhà ơi. Thank you cả nhà nhiều nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thank you nào, để view giúp công nào. Cảm ơn Diệp Bình An, cảm ơn Bình An, Diệp Bình An, cảm ơn em Điệp. Chào anh Công Lúc, chúc buổi trưa tốt lành. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thank you, thank you, thank you. Anh chị em để view giúp Công nào. Lâu lắm anh Công không lên tương tác cùng cả nhà rồi. Chúng ta cùng tương tác một chút nào. Anh em tương tác một chút anh em ơi. Tương tác một chút nào. Sao chưa ai tương tác nhiều nè, anh chị em để view nè, anh chị em thả tim nào. Anh em thả tim, thả like hay làm bất kỳ cái gì cũng được nha. Cứ làm bất kỳ một cái gì mà anh em thích nha. Nào Công sẽ cũng bật cái máy bên này lên để Công xem là anh chị em đã nói gì nhiều. Đôi khi là sợ anh chị em không nhìn, không tập trung lắm. Công phải lên đây để Công cùng tương tác với anh chị nè. Anh em để view, anh em chia sẻ giúp Công nhá. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề khá là đặc biệt nhá cả nhà nhá. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề cực kỳ thú vị luôn. Nếu anh chị em thực sự quan tâm đến tài chính của mình, đến tài chính nhá. Anh chị em thực sự quan tâm đến tài chính, thực sự quan tâm đến những cái xu hướng mới, thì anh chị em tập trung nghe nhá. Hôm nay Công sẽ chia sẻ rất là nhiều thông tin. Có thể buổi live của chúng ta sẽ kéo rất là dài đấy anh chị nha. Không biết anh chị có chịu được đến 12 giờ không? Chúng ta sẽ kéo rất là dài đấy. Nên anh chị cố gắng nha. Anh chị cố gắng giúp Công. Đúng không ạ? Cố gắng chúng ta sẽ cùng nhau tương tác, cùng nhau đẩy cái view, đẩy chia sẻ những thông tin giúp cho cái buổi live của chúng ta hiệu quả hơn đúng không ạ? Rồi, lần đầu tiên cho Công xin gửi đến tất cả anh chị em, cô chú một lời chúc sức khỏe, một lời chào và lời chúc cho toàn thể các cô chú anh chị em một ngày thật tuyệt vời. Hai nữa là chúc cho anh chị cô chú chúng ta sở hữu được nhiều cổ phần của nhiều công ty tiềm năng, đúng không ạ? Đặc biệt là tránh những cái rủi ro đến từ thị trường, rủi ro đến từ những cái thương vụ đầu tư lãi ngày trong thời gian vừa qua. Trong cái xu hướng của cái thị trường crypto đi lên ấy, thì Công thấy là rất nhiều dự án mới và nhiều dự án coin cũng như nhiều dự án tài chính mọc ra. Song song với cái việc dự án về crypto thì có rất nhiều cái dự án tài chính, thậm chí có nhiều dự án lãi ngày đang mọc ra rất nhiều. Và chính vì vậy thì chúng ta hãy thực sự chú ý nha, để tránh đi những cái trường hợp là tránh trờ hợp là chúng ta đầu tư không đúng nơi đúng chỗ, rồi cuối cùng là tiền mất tật mang, đúng không ạ? Vừa mất tiền, vừa mất của, vừa mất nhiều cái giá trị về bản thân cũng như là cái uy tín. Chính vì vậy thì chúng ta cố gắng tránh giúp Công nha. Để tránh được thì chúng ta cần phải biết được và hiểu được là quản trị cái rủi ro. Quản trị cái rủi ro, làm thế nào để mình có thể kiểm soát được cái rủi ro trong thị trường đầu tư, thị trường đầu tư nói chung nhé. Ở đây Công sẽ hôm nay sẽ phân tích khá là thú vị, những cái thông tin thú vị để giúp anh chị là có thể hiểu rõ hơn, đặc biệt là mình có được cái góc nhìn cũng như là những cái kiến thức có thể đánh giá được là đâu là cái thị trường, đâu sẽ là những cái dự án, những cái hạng mục anh chị có thể tham gia vào và đâu sẽ là những cái hạng mục anh chị không nên tham gia nha. Hôm nay Công sẽ nói rất kỹ về cái chủ đề này. Chính vì vậy thì anh chị cảm ơn anh, cảm ơn, thank you chị Đăng Thành, thank you Xuân Quý, rất là nhiều anh chị em đang vào. Cảm ơn Vũ Ngọc Quyết, cảm ơn Quỳnh Thiện, Quang Thiết MC, Điều Bình An. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, anh chị đã tương tác rất là tốt. Cảm ơn chú cô Thơm với chú Tinh gì nhỉ. Đấy, cảm ơn cô chú nha.
Chúc tất cả anh chị em và sau chúng ta một buổi trưa thật nhiều niềm vui, năng lượng và thành công, đúng không? Thế thì quay lại cái câu chuyện là làm cách nào để chúng ta có thể kiểm soát, giảm thiểu cái rủi ro trong thị trường đầu tư. Quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát nha anh chị nha, chú ý giúp công. Trong thị trường đầu tư thì nó đang, chúng ta biết là nó rất nhiều cái hạng mục, cái khẩu vị đầu tư khác nhau. Cái đầu tư nó giống như là mình ăn một món ăn á, đúng không? Giống như mình ăn một món ăn á, nếu như mình mà đi vào mâm món gì mình cũng hốc hết thì chắc chắn là sẽ bị bội thực, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn một vài món ngon để chúng ta có thể thưởng thức theo cái khẩu vị của mình. Thì trong thị trường đầu tư cũng như vậy, chúng ta không thể nào thấy cái gì mình cũng đầu tư được anh chị nhỉ. Nhớ giúp công điều này, không phải thấy cái gì dự án nào anh em mình cũng đi vào thị trường đấy, đi vào dự án đấy để đầu tư được. Có những cái dự án nó không hề phù hợp với mình một chút nào. Tại sao nó không phù hợp? Rất nhiều người đặt câu hỏi, ô thế cũng chỉ là đầu tư thôi, tại sao nó không phù hợp, đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu này, cái phù hợp ấy, ví dụ như là chúng ta đầu tư vào cái thị trường mà chúng ta không hề hiểu biết về nó, có phù hợp không anh chị? Là không phù hợp, đúng hay rất đúng ạ. Chính vì thế chúng ta cần lưu ý giúp công cái điều này. Đó là gì? Mình đầu tư vào những cái gì mà mình hiểu biết rõ về nó, được chưa? Hiểu biết và hiểu rõ về nó. Nếu như chúng ta không đầu tư vào những cái mình hiểu thì thực sự là nguy hiểm anh chị nha, rất nguy hiểm. Warren Buffett có một cái câu nói nha, Warren Buffett có một cái câu nói thế này, nếu bạn không, ok đây nha, công sẽ đọc nguyên văn cái câu của Warren Buffett luôn, được chưa? Công sẽ đọc nguyên văn nha, chờ công một chút. Đó là gì? Để giảm thiểu rủi ro thì Warren Buffett đã tặng, người ta gọi là đã gì ạ, đã cho chúng ta một lời khuyên, một lời khuyên cực kỳ đắt giá trong thị trường đầu tư. Không bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu về nó. Anh chị có để comment lại cái câu này nha. Không bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu về nó. Đó, anh chị có thể comment lại cái câu này đi ạ. Hãy comment cái câu này đi ạ. Không bao giờ được phép đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không hề hiểu một chút gì về doanh nghiệp đấy, được không ạ? Có những anh chị đầu tư chỉ nghe những cách leader, những cái người đứng trên chia sẻ, những cái người đứng trên PR về cái dự án là doanh nghiệp này có những cái hệ sinh thái A, B, C, D, tức là rất nhiều hệ sinh thái, và hiện nay họ đang thực hiện từng bước thế này thế kia, đúng không? Anh chị hình dung chưa ạ? Tức là gì ạ? Tức là họ, mình chỉ được nghe những cái thông tin từ cái người leader, cái người đứng đầu của cái dự án chia sẻ thôi. Có những người mà gì ạ? Những người mà họ đang gọi là lead thị trường á. Đấy, và họ chia sẻ là họ, cái doanh nghiệp này đang thực hiện, chuẩn bị thực hiện những cái dự án này, dự án kia, và sắp chuẩn bị lên sàn sàn Nasdaq hay cái này thế kia. Hoặc là gì ạ? Anh chị đầu tư vào đây, hàng ngày anh chị nhận được lợi nhuận từ cái trí tuệ nhân tạo nó làm cho mình. Anh chị thấy nhiều không ạ? Rất nhiều. Vậy thì theo như anh chị thì anh chị có hiểu gì về doanh nghiệp đấy không ạ? Tại sao doanh nghiệp đấy lại có lợi nhuận? Lợi nhuận ở đâu ra? Và được thống kê kiểm toán qua cái ai là người kiểm toán? Hay chỉ là việc là mình cứ đầu tư vào xong người ta chia bao nhiêu thì mình biết được hưởng bao nhiêu? Và cái đấy là cái cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ rủi ro nha. Đấy, cực kỳ rủi ro. Trong kinh doanh nếu như chúng ta chỉ nhìn vào cái mình có tiền ngay và có tiền lợi nhuận đúng theo cam kết hàng ngày thì đấy là một trong những cái chương trình cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ mạo hiểm, và chúng ta cần phải né tránh, đúng không ạ? Chúng ta cần phải né tránh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta mà chỉ vì một chút lợi trước mắt nhưng chúng ta đã lao vào một cái cuộc chơi mà người ta tạo ra mà mình không hề hiểu về nó thì đấy là cực kỳ rủi ro. Rủi ro cho ai? Cho bản thân mình. Và nếu như mình đôi khi mình bắt đầu đầu tư vào một chút rồi, mình có niềm tin, sau mình lan tỏa, mình chia sẻ cho rất nhiều người khác, bạn bè, người thân, anh em, họ hàng nhà mình, rồi cuối cùng tất cả mọi người cùng dồn vào đầu tư, thế rồi một ngày đẹp trời dự án không còn nữa, chuyện gì xảy ra đối với chúng ta? Anh chị hình dung ạ, anh chị hình dung chưa anh chị ạ?
Và đây là cái lý do khiến cho rất nhiều người đầu tư thất bại và mất rất nhiều tiền trong suốt thời gian qua. Và trong thời gian tới, công tin chắc là trong thời gian tới, những cái đối tượng mà tạo ra những chương trình sân sàn tài chính ấy, nó sẽ bắt đầu dựa vào cái làn sóng trend Bitcoin tăng trưởng. Nó sẽ bắt đầu vẽ ra rất nhiều cái dự án tài chính khác nhau. Và chúng ta phải cực kỳ cẩn thận trong cái thời điểm này nha. Đây là một thời điểm mấu chốt, thời điểm nhạy cảm. Cực kỳ phải cẩn thận, anh chị phải cực kỳ kiểm soát cảm xúc của bản thân để tránh mình rơi vào những cái bẫy của tài chính đấy. Anh chị nha. Thank you anh Thiệp rất là nhiều. Cảm ơn Kim Loan, cảm ơn Đại Tâm, cảm ơn Bùi Anh Kiều, thank you Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn Bảo Khánh. Cảm ơn Phạm Đình Trường, rất là nhiều anh em đang tương tác rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị tương tác để view và chia sẻ lên trang cá nhân của mình đi ạ. Anh chị có thể chia sẻ lên trang cá nhân của mình nha. Anh chị có thể chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ lên cái nền tảng Zalo để anh chị em cộng đồng cũng biết là Công đang like. Đó, để Công biết là Công đang like thì có thể vào để cùng comment, đúng không ạ? Đúng anh chị? Rất nhiều anh chị là cô chú ở trên Zalo, trên cộng đồng Zalo mình chưa có cái thông tin. Đó, cho nên là mình có thể chia sẻ để giúp cho anh chị cùng nhau lên tương tác. Đúng ạ. Ok, cảm ơn anh Ngọc Ánh, cảm ơn Kim Loan rất là nhiều nha. Kim Loan rất là tích cực này. Con chào mẹ nha, con chào mẹ Peng. Ok. Thế thì quay lại là gì? Là nếu như trong cái thời điểm nhạy cảm này mà chúng ta không kiểm soát được cái lòng tham, không kiểm soát được cái cảm xúc của mình trong thị trường đầu tư, thì mình rất dễ dàng để làm sao để mất tiền trong thời điểm này. Và đây là cái cách để chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro. Và hãy tập trung vào cái kiến thức của mình, tập trung vào sự hiểu biết kiến thức của mình để mình có thể đánh giá được một cái hạng mục, một cái dự án nào đó nó tiềm năng thực sự. Và nó phải thật nha, nó phải thật. Sáng nay có một cậu nói về cái thời điểm này ấy, thì thực sự là cái cuộc chơi, kể cả cuộc chơi crypto thôi, rất nhiều anh chị em kiếm được tiền nhưng mà rất nhiều anh chị em mất tiền rất nhiều. Công chia sẻ về cái câu chuyện sáng nay thôi. Có một cậu em, cậu đấy thường xuyên chơi, chơi future á, chơi ở trên chơi Bitcoin đó. Đêm qua cậu vẫn đang mua long, tức là đang mua Bitcoin theo mua theo giá lên á, đánh theo thị trường mà. Thế là đang mua lên thì đêm qua thị trường Bitcoin nó sập. Đấy chị nhá, thị trường đêm qua thị trường Bitcoin nó sập. Đấy, Công sẽ cập nhật cho anh chị một chút thông tin về thị trường. Đúng ạ. Ok. Thị trường Bitcoin thì tối qua nó sập. Đấy, cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là nó đang ở cái ngưỡng giá là 69.000 đô. Anh chị nha, đang ở ngưỡng giá 69.000 đô. Và anh chị biết không ạ? Trong một cái khoảng cách, một thời điểm, Bitcoin bắt đầu nó xuống dần, nó xuống dần, nó down dần. Và đến khi đêm qua nó down đến 59.000 đô anh chị ạ. Anh chị thấy kinh khủng không ạ? Và rất nhiều anh chị tối qua đang mua long ở cái giá cao như thế thì không bao giờ mình tưởng tượng được cái câu chuyện là Bitcoin nó có thể từ 69.000 xuống một phát, xuống dần nó sập đến 59.000 được. Và rất nhiều anh chị đã mất tiền trong thời điểm rạng sáng hôm nay nha, không ở đêm qua rạng sáng hôm nay đó. Đấy, rất nhiều anh chị đã từng mất tiền và cậu ấy chia sẻ với Công là cậu ấy mất 20.000 đô. Mất 20.000 đô. Thì thực sự thì công không có đầu tư, không có chơi trên thị trường này, Công không để ý. Công chỉ để ý thị giá thị trường thôi chứ không, mình không tập trung, không có bao giờ mình chơi chiếc ở trong thị trường này hết, bởi vì mình biết được nó cực kỳ rủi ro, mình sẽ không nào kiểm soát được. Mặc dù là mình thấy là cái giá trị nó đang tăng rất là mạnh, chẳng ai nghĩ là đang 69.000 nó đùng một cái xuống, nó chỉ xuống 68 hay 67.000 thôi, 65.000 thôi đúng không? Chả ai nghĩ là nó lại xuống tận 10.000 đô, xuống 59.000 đô cả. Và rất nhiều người đã mất tiền vì cái lý do không bao giờ tưởng tượng, không bao giờ nghĩ ra cái điều đấy. Cho nên ấy, Công thấy được là không có một cái gì. Warren Buffett có cái câu nói đi gì ạ? Phần đa không ai muốn làm giàu chậm, phần đa chúng ta đều muốn làm giàu nhanh. Đúng hay rất đúng anh chị. Cảm ơn Bằng rất là nhiều. Thank you Trần Bằng, cảm ơn Trần Bình, cảm ơn Lê Đạt. Thank you anh chị em rất là nhiều đã vào sau. Cô Phạm Linh, Trung Hậu, rất nhiều anh chị em đã vào sau. Thank you cả nhà rất là nhiều. Cả nhà đẩy view giúp Công nào. Ok đúng rồi, giống như Trần Bằng nào đó. Thế thì Warren Buffett đã từng nói cái câu ấy, đó là gì? Gần như là không có ai mong muốn là mình sẽ làm giàu chậm hết.
Tuy nhiên cái công thức làm giàu chậm nó là một cái công thức đỉnh cao mà Warren Buffett đã tích lũy được. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy đúng không? Hôm nay mình có thể nhìn thấy này. Ví dụ bây giờ Công sẽ vào trong cái Google nha. Công sẽ tạp chí Forbes nha. Công sẽ lên cái tạp chí Forbes để Công xem cho anh chị thấy được là ngày hôm nay ai là những người đang là những người giàu nhất thế giới, đúng không ạ? Ok nha. Rồi Công sẽ vào trong cái tạp chí Forbes để Công check cho anh chị. Ok nha. Rồi chờ Công nửa phút. Công sẽ vào Công check xem là giá là bây giờ ông Warren Buffett là tài sản của ông là bao nhiêu tiền và cách ông làm giàu. Đấy, cái cách ông làm giàu. Đúng ạ. Ok, cách ông làm giàu đó là gì? Đầu tư vào cái công ty như thế nào? Warren Buffett ngày hôm nay nha, hiện hữu trong thời điểm này tài sản của Warren Buffett, cái người mà làm giàu chậm á. Đấy, cái người làm giàu chậm, ông Warren Buffett, ông làm giàu chậm bằng cách ông đầu tư giá trị cho các công ty á, tìm công ty tiềm năng và mình sở hữu chúng. Đúng ạ. Thay vì người khác đang đi tìm kiếm rất nhiều cơ hội để giúp cho họ gia tăng tài sản thì tôi chẳng làm gì ngoài việc là dịch chuyển chuyển tiền từ nơi an toàn sang nơi mạo hiểm và quản lý chúng, tức là đi mua các công ty, thâu tóm các công ty, mua cổ phần của các công ty đang tiềm năng, đang phát triển, giống như là Coca-Cola, giống như là Apple, giống như là rất nhiều công ty khác. Đấy. Thế thì cái tài sản của Warren Buffett ngày hôm nay đang là 100. Anh chị muốn biết không ạ? Anh chị muốn biết comment số 1 giúp Công bên dưới ạ. Anh chị muốn biết tài sản của Warren Buffett là một trong những người thiên tài đầu tư và được mệnh danh là thiên tài đầu tư, cũng như là một trong những người là cực kỳ trong một cái thế kỷ vừa qua chưa có ai giống như ông luôn á. Đấy, và ông làm giàu bằng cách nào và cái tài sản của ông bao nhiêu tiền ngày hôm nay? Anh chị muốn biết comment số 1 đi ạ. Hãy comment số 1 để Công sẽ chỉ cho anh chị thấy được là tài sản của ông ngày hôm nay đang bao nhiêu tiền ạ. Nào hãy comment số 1 đi ạ. Comment số 1 giúp Công nha. Số 1 là anh chị. Ok. Tài sản của ok, Công sẽ không cho anh chị chờ đâu nữa nha. Thời điểm này tài sản của 5 tỷ phú, Công sẽ đọc 5 tỷ phú giàu nhất thế giới. Người đứng đầu nha. Người đứng đầu. Ông này là giám sát đế chế LVMH gồm 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm bao gồm Louis Vuitton và Spacer. Ông này hiện nay đang có tổng tài sản là 211 tỷ đô. 200 BNA, mình gọi tắt là BNA thôi. Tên của ông khá là dài. Đấy, tên tiếng Anh mình khó được, mình không hiểu tiếng Anh lắm. Đó. Thì tài sản của ông này hiện nay đang là bao nhiêu đấy ạ? 211 tỷ đô. Anh chị thấy kinh khủng chưa ạ? Và cái người đứng thứ hai, anh chị đoán xem ai là người đứng thứ hai ạ? Anh chị thử đoán xem ai là người đứng thứ hai ạ? Nào anh chị thử đoán xem ạ. Cho anh chị 30 giây để anh chị viết cái tên của người đứng thứ hai đi ạ. Cho anh chị 30 giây nha. 30 giây để mình viết cái tên của người đứng thứ hai đi ạ. Hãy cho Công biết là anh chị có cập nhật được cái thông tin này không nha. Người giàu thứ hai thế giới hiện nay. Đó. Người giàu thứ hai thế giới hiện nay. Cảm ơn Lê Dung rất là nhiều. Thank you Trần Bằng. Trần Bằng rất cực kỳ tích cực này đấy. Trần Bằng trong tương lai sẽ trở thành một trong những cái tỷ phú đô la. Chúc mừng Trần Bằng. Ok, Diệp Bình An nói là Elon Musk. Rồi xem nào, có ai nói Elon Musk nữa không nào. Rồi thank you Trần Bằng rất là nhiều. Chính xác Nguyễn Lưu này, chính xác luôn. Elon Musk là người giàu thứ hai trong thời điểm này. Elon Musk là người giàu thứ hai. Ông là CEO của Tesla, của SpaceX, của mạng xã hội X. Đó, chúng ta đêm hôm qua chúng ta thấy là nền tảng phở bò của chúng ta đang sử dụng á, đêm qua dừng lại một thời gian đúng không? Sập bao nhiêu phút đấy đúng không? Rất nhiều người hoảng loạn, nó không biết tại sao tự nhiên tài khoản của mình thế này. Rất nhiều người nói là ui mình mất tài khoản rồi. Trời ơi, nguy hiểm chưa anh chị? Đấy. Và Elon Musk là một trong những người hiện nay cũng đang sử dụng mạng xã hội X anh chị nha. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy là tài sản của Elon Musk trong thời điểm này hiện nay đang là bao nhiêu anh chị? 180 tỷ đô. Anh chị có thể comment xuống bên dưới tài sản của Elon là 180 tỷ đô. Hãy comment đi ạ, hãy comment xuống bên dưới đi ạ. 180 tỷ đô. 180 tỷ đô.
Ok. Rồi, 180 tỷ đô anh chị có để comment số 180 tỷ đô đi ạ. Để công thấy anh chị đang tương tác rất là mạnh nào. Ok nào, 180 tỷ đô anh chị ạ. Anh chị có muốn biết người thứ ba là ai không ạ? Đây là cái người mà họ đang làm giàu chậm, họ cũng không làm giàu quá nhanh đâu ạ. Người thứ ba này, người thứ ba, đúng rồi, 180 tỷ đô. Người thứ ba công sẽ bật mí luôn cho anh chị. Đó là ông chủ của Amazon, Jeff Bezos. Ông chủ của Amazon, Jeff Bezos là người đứng thứ ba thế giới hiện nay. Và tài sản của Jeff Bezos hiện nay đang là 114 tỷ đô. À, anh chị comment tiếp đi ạ, 114 tỷ đô là ông chủ của Amazon. Ngày xưa công còn nhớ là ngày xưa khi mà Amazon mới phát triển thời năm 90 á, thì thời điểm đấy cổ phần của Amazon nó cực kỳ rẻ anh chị ạ. Bởi vì người ta chưa tin tưởng vào cái một cái xu hướng, một cái xu hướng trong tương lai con người sẽ sử dụng cái hình thức là ngồi ở nhà để đặt hàng online đâu ạ. Và thời điểm đấy thì không ai người ta tin tưởng vào cái xu hướng đấy nhiều. Gọi là 95% là tin tưởng vào cái việc là chúng ta phải đi ra cửa hàng, đi chọn hàng thì mới mua được hàng. Không nghĩ được một cái ngày nào đấy là chúng ta ngồi ở nhà 5 phút, 10 phút hay là trong 24 giờ là mình có một sản phẩm đem về tận nhà cho mình. Nhưng Amazon đã làm thay đổi thế giới từ thời điểm đấy. Và trong thời điểm mà từ thời điểm năm 90 thì cổ phần Amazon người ta tính ra, ước tính nó chỉ 0,00 mấy đô một cổ phần thôi anh chị ạ. Tức là nó cực kỳ rẻ. Còn ngày hôm nay nếu như tính giá trị cổ phần của Amazon nó rất là khủng khiếp, đúng không chị? Vô cùng khủng khiếp. Công sẽ không nói giá, anh chị có thể lên Google check nha. Tiếp theo, và công muốn chia sẻ cho anh chị cái người mà công vừa nói đến, cái người mà được mệnh danh là thiên tài đầu tư về giá trị á, đó là ông Warren Buffett. Tổng tài sản của ông, và ông đang đứng thứ 5 thế giới nha. Và tổng tài sản của ông hiện nay đang là 106 tỷ đô tài sản của Warren Buffett. Anh chị có thấy cái điều gì không ạ? Đầu tư giá trị đó ạ. Và anh chị có thấy là nếu như mà bản thân mình cũng đầu tư theo cách của Warren Buffett, tức là mình tìm được công ty tiềm năng, đừng có kỳ vọng vào cái việc ngày hôm nay mình đầu tư mình sẽ được bao nhiêu tiền ngày hôm nay. Hay là rất nhiều người đầu tư buồn cười lắm ạ. Anh chị có rất nhiều người đầu tư cùng công á, là đầu tư cùng doanh nghiệp của công này, và hỏi là ôi thế khi nào được tiền, ôi thế đầu tư vào đây thì lợi nhuận hàng ngày thì hai tháng được bao nhiêu. Tại sao chúng ta cứ đầu tư là cứ phải nghĩ là hàng ngày hàng tháng mình phải được bao nhiêu tiền anh chị nhỉ? Tại sao mình không nghĩ là làm cách nào để mình có thêm cổ phần trong một công ty tiềm năng, mà mình lại cứ nghĩ là mình đầu tư vào 1.000 đô, 2.000 đô mà mong làm sao trong ngày nào đấy nó chia cổ tức xong mình được bao nhiêu tiền? Tại sao không lựa chọn một cái ngược lại, đó là gì? Thay vì giống như người khác là mình chỉ mong có tiền, thì tại sao mình không mong có thêm cổ phần trong công ty tiềm năng? Đây là cái người gọi là tư duy ngược anh chị ạ. Người ta gọi là tư duy ngược. Tức là gì? Thay vì chúng ta cứ suốt ngày hỏi xem là khi nào công ty lên sàn này, khi nào công ty IPO, khi nào công ty chia cổ tức, khi nào công ty có lợi nhuận cho chúng ta, thì tại sao mình không đặt ngược câu hỏi là gì? Làm cách nào, tại sao tôi phải sử dụng thêm, tại sao tôi phải sử dụng nhiều cổ phần của công ty tiềm năng này, và làm cách nào để tôi có thể sử dụng thêm cổ phần công ty tiềm năng. Đây là những cái mà chúng ta cần phải đặt ngược câu hỏi lại, chứ không phải là tại sao công ty lâu chia cổ tức thế, tại sao công ty lâu lên sàn như vậy. Đúng rồi, đúng không chị? Đúng ạ. Và công thấy được là nếu như chúng ta đặt ngược cái vấn đề lại, nếu như chúng ta đặt ngược vấn đề lại, thì chúng ta sẽ thấy được là cái lý do đủ lớn để chúng ta có thể thâu tóm được nhiều cổ phần của công ty tiềm năng. Và đấy là cái cách làm giàu, nó không phải là rủi ro cao anh chị nha. Nó không phải rủi ro cao, mà đấy là cái cách làm giàu mà nó rủi ro cực kỳ thấp. Đầu tư giá trị lâu dài, bền vững. Nó giống như là nếu như chúng ta đầu tư dài hạn nhá, kể cả về thị trường crypto, công nói luôn, kể cả thị trường crypto, nếu như chúng ta đầu tư dài hạn cách đây khoảng tầm 1 năm trời trước, chúng ta xác định một điều là đầu tư dài hạn với thị trường crypto và mình mua bất kỳ đồng coin nào, đến ngày hôm nay mình vẫn thắng bình thường, dài hạn mà. Còn nếu như chúng ta cứ chây lên đấy, xong là mua xong là bán, mua lợi bán, mua xong là bán, thì anh chị chả kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà công thấy rất nhiều anh chị em ấy
người ta mua, người ta tích lũy, người ta hold ở đấy, hold ở đấy rất là lâu, và người ta bỏ ra một cái khoản tiền gọi là cái khoản tiền dư đi, không dùng đến, và người ta bỏ ra cái khoản tiền dư đấy thì bắt đầu là người ta làm gì ạ? Người ta mua cái đồng coin hay là gì ạ? Mua cái tài sản nào cứ vứt đấy, cứ vứt ở đấy, đến một thời điểm nó tăng rồi thì tự nhiên nó sẽ tăng rất là mạnh và người ta sẽ vẫn được kiếm được tiền. Còn công thấy rất nhiều anh chị em cứ chơi suốt ngày, chơi đau đầu rồi là gì, rồi là mệt mỏi, coi như là gì, khủng hoảng tinh thần. Có hôm thì đang thị trường lên kiếm mực, kiếm được 1.000 đô, 2.000 đô, thị trường lên một tí kiếm được 2-3.000 đô, đùng một cái nó xuống một phát cháy luôn tài khoản, mất hàng chục nghìn đô. Đây là cái câu chuyện thực tế trong thị trường anh chị ạ. Thế thì nếu như chúng ta hiểu được cái đầu tư giá trị, đầu tư giá trị và cách chúng ta kiểm soát được cái rủi ro, đó là hãy đầu tư vào những cái gọi là tài sản thực sự, đầu tư vào những công ty tiềm năng thực sự. Và để đầu tư được như thế, chúng ta cần phải có những cái kiến thức, những cái tư duy đầu tư, những cái kiến thức đầu tư, nhận định được thị trường, đánh giá được đâu là công ty tốt, đâu là công ty tiềm năng. Đấy, thì chúng ta đầu tư sẽ gần như là sẽ chiến thắng. Nhưng công nhìn thấy là phần đa con người chúng ta là không làm theo cách đó. Và mình thường xuyên hay tìm những cái cơ hội để giúp cho mình có tiền ngay, và muốn làm giàu trong 1 năm, 2 năm trở thành tỷ phú cơ. Đấy, giống như là rất nhiều cái ví dụ người ta đưa ra, có rất nhiều anh chị là đưa ra những cái ví dụ về crypto ấy, là có người này đầu tư 20 đô. Đấy, sau một thời gian bạn ấy đã kiếm được hàng triệu đô. Lấy vài cái ví dụ đấy thì thực sự thì trong cái thị trường, trong thị trường đầu tư, để có được cái ví dụ như thế thì những cái người đấy, người ta phải người gần như là người ta cũng chả nghĩ đến cái việc là người ta được hay mất ở trong cái cơ hội đấy, và người ta cứ bỏ ra thôi. Thế tự nhiên là may mắn là trúng được cái con nó phi mã lên, đúng không ạ? Thế là người ta lại thắng. Nhưng mà cái đấy nó không phải là cái đầu tư, đấy người ta gọi là một cuộc chơi thôi anh chị nha. Đấy là một cuộc chơi. Và để chúng ta hiểu rõ hơn thì chúng ta cần phải làm nó đầu tư, nó giống như là câu chuyện này. Nó giống câu chuyện trồng cây á, đúng không? Nó giống câu chuyện trồng cây. Anh chị phải đi mua cái cây giống về trồng, anh chị phải chăm sóc nó, anh chị phải vun đắp chăm sóc nó, anh chị phải giúp nó phát triển, tăng trưởng phát triển, đúng không ạ? Thì đến một ngày cây đấy nó mới cho anh chị cái thu nhập từ cái việc là khai thác, từ cái việc là thu quả, từ việc là thu cây. Đó, thì mới giúp cho diện, giúp cho quá trình là mình mới có lợi nhuận. Đấy là một cái quá trình đầu tư, chứ không phải là chúng ta cứ đầu tư vào một cái gì mà chả biết người ta làm cái gì, rồi cuối cùng là cứ thấy người ta trả lãi cho mình hàng ngày là cảm thấy sướng, hưng phấn. Công mấy hôm trước công vẫn nhận được cái có những người mà vẫn cố tình mời công những cái chương trình lãi ngày như vậy. Công thấy thực sự là anh chị chúng ta cần phải hiểu thật rõ trong thị trường này. Muốn thắng trong thị trường đầu tư, chúng ta phải có kiến thức thật sâu, đúng không? Phải đánh giá được thị trường, phải kiểm soát được bản thân, chứ không anh chị dễ dàng bị rơi vào những cái bẫy tài chính, và chúng ta sẽ mất tiền là chuyện bình thường. Đó. Cho nên tại sao mà khi mà công bước vào thị trường đầu tư, công tìm hiểu về thị trường, đến ngày hôm nay trong 6 năm qua công chỉ tập trung 100% cho UST rồi. Đó. Chỉ tập trung 100% cho doanh nghiệp của chúng ta rồi. Và anh chị có thể nhìn thấy UST có rất nhiều người vẫn nói, dĩ nhiên là nhiều người nói tốt và nhiều người nói xấu, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy những rất nhiều người cũng nói tiêu cực về UST, cũng nói này nói kia. Thì có những người nói là không tiềm năng này, có những người nói là cái công nghệ này không thực tế này, có những người thì lại gọi là gì, là đây là giống như mô hình Ponzi, hay là lùa con vịt, con ngan, con gà, con ngỗng gì đấy. Đúng không? Có rất nhiều người, người ta vẫn đánh giá rằng cơ hội hợp tác với UST nó là như vậy. Thế thì theo như anh chị đánh giá thì UST nó đúng là một cơ hội hay nó là một cái cạm bẫy ạ? Anh chị có thể comment xuống bên dưới đi ạ. UST liệu có là một cơ hội hay là một cạm bẫy anh chị? Một cạm bẫy hay là một cơ hội à? Anh chị hãy comment bên dưới đi ạ. Công muốn xem anh chị comment xuống bên dưới, UST của chúng ta là một cạm bẫy hay là một cơ hội anh chị? Nào, công muốn xem là ở đây có ai đang đánh giá là cạm bẫy không ạ? Thế nào? Có rất nhiều anh chị đang comment cơ hội rồi. Công muốn nhìn tiếp anh chị đang comment tiếp nào.
Nào, anh chị comment đi ạ. Là một cơ hội em một cảm ơn anh chị. Để đánh giá nha. Bây giờ công sẽ phân tích anh chị nè. Để làm sao chúng ta đánh giá được một cơ hội hay một cạm bẫy, đúng không? À, thì chúng ta hãy nhìn vào gì? Thứ nhất anh chị hãy nhìn vào cái lịch sử ấy. Con người chúng ta muốn hợp tác với ai mình cũng nhìn vào lịch sử mà, đúng không? Tức là mình sẽ nhìn vào cái lịch sử phát triển của doanh nghiệp này. Năm 2015, 14, 15 họ có cái gì rồi? Đấy, 2014, 15 họ đã có cái gì? Đến ngày hôm nay họ đã đạt được cái gì nhiều? Họ đang là ai của ngày hôm nay? Anh chị nhà hãy comment nhé. Anh chị có thể comment nha. Tức là để đánh giá được nó đúng cơ hội hay không thì anh chị chỉ nhìn vào điều này thôi. Thứ nhất là thông tin công ty có cập nhật thường xuyên không, có minh bạch không, có rõ ràng không. À, là cái điều đầu tiên. Tức là gì? Tức là thông tin nó phải rõ ràng. Ở trên nền tảng internet bây giờ tất cả các doanh nghiệp họ đều public, họ đều cung cấp các thông tin cho mình rõ ràng. Vậy thì mình sẽ soi so sánh tất cả những cái dữ liệu thông tin của UET để xem là doanh nghiệp này trong quá trình phát triển từ năm 2014-15 đến ngày hôm nay thông tin của họ ra sao, họ đạt được những cái kết quả gì, và liệu kết quả đấy nó có thật hay là nó chỉ là ảo, nó chỉ là một cái bức tranh thôi, nó chỉ là hình ảnh 3D thôi, hay là nó là một cái sản phẩm thật. Thì chúng ta hãy com, hãy tương tác và hãy giúp cho công thấy được là gì, anh chị nhận biết được điều này không nào? Nha, hãy comment, anh chị hãy comment thế nào. Tức là gì? Tức là chúng ta phải nhìn đến thực tế, nhìn đến cái doanh nghiệp phát triển từng bước, từng bước, từng bước, từng bước một. Ví dụ năm 2014, 15 họ có cái gì? 2016 họ đã đạt thành tựu gì? 2017 họ có con tàu chưa? 2018 các đối tác, nhà đầu tư đã được đi con tàu chưa? Đấy, 2017 này, 2018 này, các đối tác được đi chưa? 2019, 20 các đối tác có được đi tiếp hay không? Và những cái sản phẩm đấy hiện nay đang phát triển ở quốc gia nào nhiều? Đang đàm phán ra sao? Chính phủ các quốc gia nào đã từng hợp tác, đã từng đàm phán, đã từng ngồi lên cái sản phẩm của mình, vân vân. Và đến ngày hôm nay, đến ngày hôm nay chúng ta đã được trải nghiệm sản phẩm thực tế hay chưa? Đã từng ngồi lên con tàu, ai ở Việt Nam mình đã từng ngồi lên cái sản phẩm đấy rồi? Ai đã từng làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo công ty rồi? Ai đã từng là người đã trực tiếp chụp ảnh, quay phim, review, vân vân các thứ, ngồi cùng sản phẩm với cái người tạo ra cái sản phẩm đấy rồi? Đấy, tức là chúng ta hãy dùng tất cả những cái dữ liệu này để chúng ta phân tích được, để chúng ta mổ xẻ phân tích và đánh giá xem là UET nó là một cơ hội hay nó chỉ là một cái bánh. Được chưa ạ? Anh chị hình dung chưa ạ? Và đấy là cái cách để chúng ta có thể đánh giá được một công ty thật, một công ty tiềm năng, một công ty có làm thật hay không. Thì anh chị chỉ cần nhìn vào cái lịch sử phát triển công ty, nhìn vào cái nền tảng của công ty, nhìn vào những cái kế hoạch phát triển, nhìn vào những cái thành tựu của công ty. Và đến ngày hôm nay, nhìn vào cái thực tế là gì? Những ai là những người đã được trực tiếp làm việc, trực tiếp trải nghiệm những cái sản phẩm, làm việc trực tiếp với cái người sáng lập chưa? Đây là những cái dữ liệu cực kỳ quan trọng, giúp cho chúng ta có thể tự tin để mình có thể xuống tiền, hợp tác, góp vốn cho một doanh nghiệp, và đặc biệt giống như UET chúng ta, đúng không ạ? Và bản thân công thì là một trong những người đã đồng hành cùng UET trong từ những thời điểm năm 2017 công biết đến, thì đến 2018 thì công chính thức bắt đầu đồng hành, sau khi trải qua một quá trình tìm hiểu rất là kỹ về cái nền tảng thông tin công ty. Và khi công bắt đầu hợp tác thì công thấy được là càng hợp tác mình lại càng nhận thấy được đây là một cơ hội cực kỳ tiềm năng, và gần như là nó là cơ hội duy nhất xảy ra một lần trong cuộc đời của mình để mình có thể trở thành đồng sở hữu với một công ty quốc tế, với một doanh nghiệp quốc tế, với một công nghệ mà cả thế giới trong tương lai sẽ phải sử dụng đến. Nếu như anh chị là đồng sở hữu công ty phở bò chúng ta, chuyện gì xảy ra? Nếu như anh chị ngày hôm nay, nó giống câu chuyện là bây giờ công lấy ví dụ thôi, là anh chị đồng sở hữu công ty Facebook, anh chị đồng sở hữu công ty Facebook nha. Bây giờ công sẽ lấy ví dụ này, nếu như chúng ta đồng sở hữu công ty Facebook rồi,
đồng sở hữu công ty Facebook nha, và anh chị sở hữu 100.000 cổ phần của Facebook, thì chuyện gì xảy ra ngày hôm nay? Nào, anh chị thử tưởng tượng đi ạ. Anh chị thử tưởng tượng đi ạ. Nếu như anh chị đồng sở hữu công nghệ Facebook nha, công nói luôn đồng sở hữu công nghệ, và chúng ta nhìn thấy Facebook cả thế giới dùng đúng không? Có đúng là Facebook ngày hôm nay đang cả thế giới dùng không? Cả thế giới đang sử dụng phở bò, đang sử dụng Facebook của chúng ta. Thế thì nếu như anh chị chỉ có 100.000 nha, 100.000 cổ phần của Facebook thôi, anh chị thử nhân với ngày hôm nay là 490 đô. Anh chị có thể comment số 490 đô nha. Đây, Meta giá cổ phần là 490 đô trên một cổ phần. Anh chị nhân với giá, với số lượng cổ phần của anh chị có là 100.000 cổ phần, thì nó sẽ bằng bao nhiêu tiền? 100.000 cổ phần nhân 490 thì anh chị sẽ có 49 triệu đô. 49 triệu đô. Rồi, 49 triệu đô anh chị để nhân với tỷ giá đô 25 Việt Nam thôi, anh chị có bao nhiêu tiền? Khoảng hơn 1.200 tỷ. Khoảng 1.220 tỷ đi, Việt Nam đồng. Anh chị thấy kinh khủng chưa ạ? Nếu như anh chị có khoảng bao nhiêu, khoảng 100.000 cổ phần của Facebook thôi, anh chị tưởng tượng đi, anh chị chỉ cần có 100.000 cổ phần, tức là anh chị đang đồng sở hữu công nghệ Facebook đấy. Anh chị có 100.000 cổ phần, không cần biết là giá trị công ty Facebook, không cần biết là Facebook đang hoạt động ra sao, ông Jack MacBook ông đang làm cái gì, đúng không? Không cần biết anh Jack MacBook anh đang làm cái gì, nhưng mà tài sản của anh chị vẫn cứ tăng trưởng. Và bây giờ công sẽ tìm xem cái tài sản của anh Jack MacBook nha. Tài sản của anh Jack MacBook bây giờ đang bao nhiêu tiền nha. Anh chị chờ công một chút, đọc thêm dữ liệu nha. Ok, rồi chờ công một chút nha. Công sẽ tìm xem là Facebook này, xong rồi là giá trị của doanh nghiệp Facebook đang bao nhiêu. Trước tiên là giá trị doanh nghiệp Facebook đang bao nhiêu nha. Ok, rồi giá trị doanh nghiệp Facebook hiện nay đang là 1.249 tỷ đô. Đô la nha, 1.249 tỷ đô la giá trị của doanh nghiệp Facebook hiện nay. Nếu như anh chị có một cái câu này công muốn nói cho anh chị này, nếu như chúng ta sở hữu 100% của một công ty 1 tỷ Việt Nam, so với việc chúng ta sở hữu 0,1% của một công ty hàng nghìn tỷ đô, anh chị chọn cái nào? Nếu chúng ta là người sở hữu 100% của công ty của mình nha, tức là công ty của mình có khoảng 10 tỷ thôi, 1 tỷ hay 10 tỷ gì đấy, và việc anh chị sở hữu 0,1% của một công ty hàng nghìn tỷ đô, anh chị sẽ lựa chọn công ty nào? Anh chị sẽ lựa chọn cái nào ạ? Cái lựa chọn là đồng sở hữu một công ty nó chỉ cần một chút xíu ở đấy thôi, hay anh chị muốn sở hữu 100% công ty của mình ạ? 100% công ty của mình, nhưng mà công ty của mình trị giá nó khoảng 1 tỷ vài tỷ thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ sở hữu 100.000 cổ phần của Facebook, là chúng ta chỉ sở hữu 0,0 mấy của Facebook thôi. Nhưng mà tài sản chúng ta đang bao nhiêu tiền ạ? Tài sản của mình hôm nay đang là hơn 1.000 tỷ Việt Nam đấy ạ. Thế thì đây là cái câu chuyện mà 1% của công ty 1.000 tỷ đô. Ví dụ bây giờ chẳng hạn mình sở hữu của Facebook đi, đúng không? Sở hữu của Facebook bây giờ 100.000 cổ phần của Facebook thôi, mình cũng có hơn 1.000 tỷ Việt Nam đồng. Cái câu chuyện là ngày xưa ai nghĩ đâu, đúng anh chị, ngày xưa chẳng ai nghĩ cả. Thậm chí hôm nay có rất nhiều người vẫn không nghĩ, vẫn không tin, vẫn tin vào cái việc mình phải đi làm và mình phải làm cái gì đó của mình mới là kinh khủng, mới là thắng. Mà chúng ta không hiểu được là cái giá trị của cái việc là mình thâu tóm, mình sở hữu 1% nào đấy
của công ty tiềm năng quốc tế nó kinh khủng đến mức nào. Nó giống như bây giờ anh chị sở hữu 100.000 cổ phần của Apple như vậy. Anh chị thử sở hữu 100.000 cổ phần của Apple xem ạ. Thì câu chuyện gì nó xảy ra. Cho nên cái việc ở đây thông minh, ở đây thì công muốn nói về cái sự thông minh con người ấy. Cái để mà chúng ta thành công lớn trong cuộc sống, để mình có nhiều tài sản ấy, không phải là mình thông minh làm việc, thông minh là mình có nhiều tiền đâu, không phải là mình, mà mình phải gì ạ? Phải thông minh về tài chính anh chị ạ. Phải thông minh, phải khôn khéo về tài chính, phải biết sử dụng tiền để mình đi đầu tư giúp cho tài sản tăng trưởng. Ngoài cái việc là mình làm việc để kiếm tiền hàng ngày, thì mình sử dụng cái tiền lãi của mình ấy, cái tiền mình tích lũy được ấy, mình đem đi mình đầu tư vào một công ty nào đấy. Đầu tư công ty nhưng đừng đầu tư những cái vớ vẩn nha. Đừng đầu tư vào những cái dự án lãi ngày. Lãi ngày không bao giờ giúp anh chị giàu được đâu. Thực sự là như thế. Không có tài sản được. Thực sự là anh chị, chúng ta phải hiểu được cái điều, một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là gì? Không bao giờ đầu tư vào lãi ngày giúp mình trở thành tỷ phú được. Không có ông nào đầu tư lãi ngày trở thành tỷ phú hết. Tất cả những cái chương trình lãi ngày phần đa nó đều là những cái dự án Ponzi, những dự án tài chính mà thôi, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Và chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên phải tránh, thực sự phải tránh điều này. Hãy làm giàu chậm một chút, đầu tư vào những cái tài sản thực sự. Ví dụ là nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp là đầu tư vào tài sản. Anh chị có thể được không thắng ngày hôm nay, nhưng mà anh chị trong tương lai nó vẫn thắng, bởi vì doanh nghiệp cứ phát triển là mình thắng. Quan trọng là mình biết được đấy là doanh nghiệp thật. Đúng không? Chỉ cần doanh nghiệp người ta làm thật, sản phẩm thật, làm thật thôi, thì chắc chắn mình đầu tư sẽ thắng. Còn thắng nhiều thắng ít mình không biết. Đúng không ạ? Chứ còn nếu như chúng ta đầu tư vào một cái dự án tài chính ở trên mạng, rồi nó cứ vẽ ra cái dự án này, dự án kia, cuối cùng ngày xưa đấy, bao nhiêu dự án rau má rồi là chè, các thứ, đúng không? Châu bò, rất nhiều cái dự án nó vẽ ra, nhưng mà toàn là dự án của Việt Nam nó vẽ ra, nó cũng làm thật đâu. Nhưng chúng ta phải hiểu điều này. Tại sao mà bản thân công khi mà công hợp tác với UST, công năm nào cũng sang công ty để mình đi, mình trải nghiệm thực tế, mình ngồi lên con tàu, mình làm việc với chủ tịch, mình nói chuyện với chủ tịch, nói chuyện với cái người sáng lập, cái founder của, chọn cái chương trình chính sách đối tác của SWC. Và SWC đang tạo ra một cơ hội để giúp cho chúng ta trở thành đối tác của một công ty quốc tế. Và khi mình trở thành đối tác, đồng nghĩa việc mình sẽ là những người trực tiếp quảng bá công nghệ của công ty mình. Nha. Chúng ta sẽ trực tiếp quảng bá công nghệ của mình. Sau đấy thì công ty sẽ là những người, SWC sẽ là những người trả tiền quảng bá cho chúng ta. Không phải UST trả nhỉ. SWC là công ty đối tác sẽ trả tiền quảng bá cho chúng ta. Và chính sách này là chính sách của SWC, không phải chính sách của UST. Đúng ạ? Nhớ giúp công nha. Chính sách của SWC là gì? Cho chúng ta quảng bá công nghệ, giới thiệu công nghệ đến với bạn bè, người thân của mình, để giúp cho người thân bạn bè của mình biết đến công nghệ này, ủng hộ công nghệ. Và những ai ủng hộ công nghệ thì đồng nghĩa việc là công ty đối tác sẽ trả cho chúng ta những cái thù lao. Giống như mình đi làm môi giới bất động sản, và công thấy đây là một cái xu hướng, anh chị ạ, một cái xu hướng gọi là một ngành công nghiệp mới. Nó đang thay đổi rất nhiều cuộc sống của rất nhiều người, và trong đó có bản thân công. Khi công hợp tác với doanh nghiệp này được 6 năm hợp tác với SWC, thì công thấy được một điều là cái trưởng thành của mình và cái người ta gọi là cái tài sản á, cái thu nhập, cái tài sản của mình nó tăng trưởng lên rất là đột biến. Công làm truyền thống 14 năm nhưng mà không tích lũy được một chút tiền nào, không tích lũy được một chút tài sản nào. Nhưng mà sang bên hợp tác với SWC để quảng bá công nghệ UST thôi, thì từ hai con số 0, công đã tạo cho mình những cái thu nhập rất là tuyệt vời. Và ở đây công không muốn nhắc đến cái thu nhập ở trên này, bởi vì người ta sẽ nói là công nói quá nhiều về tiền. Nhưng mà nó giúp cho công có được cái thu nhập đột phá thực sự. Một tháng của mình có thể bằng hàng năm trời làm ở nhà, anh chị ạ. Thì thu nhập nó tăng lên 10-20 lần so với cái truyền thống của mình làm ở nhà. Và đây là cái cơ hội rất tuyệt vời cho những anh chị em nào thực sự đam mê kiếm tiền đô la từ nước ngoài về Việt Nam mình tiêu, giống như bản thân công. Đây là công mách cho một cái bí mật thôi nha. Đúng không ạ? Đây là một cơ hội tuyệt vời để giúp anh chị kiếm tiền đô la từ nước ngoài về Việt Nam mình tiêu. Và công thấy là kiếm tiền đô, tiêu tiền Việt sướng lắm ạ. Bởi vì sao? Một đô bây giờ là khoảng hơn 25.000 Việt Nam. Đấy, một đô bây giờ là hơn 25.000. Đấy.
xem nào. Công sẽ check một cái giá, Công sẽ check giá nhá. Cả nhà chờ Công nhá. Công sẽ check giá. Thêm 1 đô la là bao nhiêu tiền Việt Nam nhá. Đây cái điều rất là tuyệt vời nhá anh chị nhá. Anh chị kiếm tiền đô tiền Việt Nam. Đây này. Đây là tỷ giá đô hiện nay là 2 năm ở trên sàn tự do đang là 2 năm 752, 2 năm 753, 2 năm 7, thế gọi là khoảng tầm 2 năm 75, 2 năm 76 đi anh chị ạ, khoảng 2 năm 76 đi, tức là 1 đô mình kiếm được là bao nhiêu tiền ạ, là 25.760 đồng. Thế thì nếu như một ngày chúng ta kiếm 100 đô thôi, có phải 2.500.000 không anh chị? Có đúng mà. Công sẽ cho cả nhà một cái dữ liệu nha. Công muốn chia sẻ cái dữ liệu này cho cả nhà này. Anh chị quan tâm thì anh chị comment số 8, số 9 gì đấy ạ. Số 8, số 9 gì đấy anh chị có thể comment số đấy nha. Rồi, Công chờ Công nửa phút. Công sẽ cho anh chị nhìn một cái dữ liệu này. Đúng ạ. Cho anh chị nhìn dữ liệu này để anh chị thấy được nha. Công sẽ nhân 2 năm 75 thôi. Rồi 2 năm 75 này, Công thử nhân nha. Công, cả nhà chờ Công để Công lấy cái dữ liệu một chút nhé, cái thống kê tuần thôi, được không ạ? Đây nha, ok. Đây, trong 7 ngày nhá anh chị nhá. Trong 7 ngày Công muốn cho anh chị nhìn thấy là có hai cái dữ liệu quan trọng này. Đây nha, 7 ngày 2445 này, 2445 anh chị nhá, cộng với Công có hai cái thông tin, cái hai dữ liệu và cái này nữa. Đấy, làm cho danh hưởng đúng không? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây, 2445 cộng với lại 3155. Đây là 1 tuần của Công nhá. Rồi, bây giờ Công sẽ cho anh chị nhìn thấy cái con số nhá. Đấy, nếu như chúng ta nhân với cái giá 2 bao nhiêu anh chị? 25 phải bao nhiêu anh chị? Rồi, đây. Tỷ giá đây, 2575 thôi, giá 2575 thôi. 25.75. Anh chị nhìn đi ạ. 1 tuần đi ạ. Ok. Đây nha anh chị nha, 1 tuần nha. Đây, đây, đây là cái con số, đây là con số vui thôi. Không biết là nó là ảo hay không, nhưng mà đấy là con số vui nhá. Và Công muốn thấy cho anh chị nhìn thấy là gì ạ? Tức là 1 tuần chúng ta có thể tạo ra thu nhập, 1 tuần chúng ta có thể tạo ra thu nhập hơn 5.000 đô anh chị nhá. Hơn 5.000 đô đúng không ạ? Hơn 5.000 đô anh chị thử nhân hơn 5.000 đô tiền Việt Nam và tiền nước ngoài á, nó có sự khác biệt nhau anh chị? Quá khác biệt đúng không ạ? 2445 cộng với lại 3155 là anh chị 1 tuần Công có được là 5.600 đô. 5.600 đô, thì anh chị thử tưởng tượng. Anh chị thử tưởng nếu như là anh chị thì anh chị ở bên ngoài, công việc bên ngoài, anh chị có làm được điều này không ạ? Đây là bí mật thôi, nhưng Công muốn nói nhỏ cho cả nhà thôi. Để làm sao anh chị thấy được là cái cơ hội hợp tác với SWC hoàn toàn có thể giúp cho anh chị có những cái thu nhập đột phá nha. Hoàn toàn giúp anh chị có những cái thu nhập đột phá. Và đây nó là một trong những cái mà giúp chúng ta có thể có thêm cái dòng tiền, có thêm thu nhập để mình sở hữu thêm tài sản. Đúng không? Anh chị hoàn toàn có thể đem về mình mua bất động sản, mình mua cổ phần của doanh nghiệp, mình tái góp vốn vào công ty, đúng không? Hoặc là mình có thể đi du lịch, đi chơi, mua sắm mọi thứ. Tóm lại là anh chị có thể làm bất kỳ điều gì từ khoản thu nhập anh chị, được chưa? Và cái này Công muốn nói là không phải là bản thân Công giỏi đâu ạ. Công muốn nói cái điều này nha, không phải bản thân mình giỏi mà là gì, mà là chúng ta có cơ hội tốt. Không phải bản thân giỏi mà gì ạ, mà chúng ta có cơ hội tốt anh chị ạ. Vậy thì chỉ cần anh chị thực sự mong muốn nha, thực sự mong muốn nha, thì chắc chắn Công làm được, anh chị cũng làm được. Quan trọng là anh chị phải thực sự mong muốn, khát vọng, khát khao đủ lớn để anh chị có thể làm được điều này. Định nói tài chúng ta có thể lấy cái tiền này về để mình làm bất kỳ việc gì, tái đầu tư, tái vào công ty. Mình có thể là đem đi để mình mua đất, đem đi mình mua nhà, anh em có thể đem mua xe, mua những cái gì mình thích, mua đồng hồ, mua nhẫn, mua, tóm lại là anh chị có thể sử dụng bất kỳ cái điều gì. Và nó có cái hay là gì, là
bây giờ công lại nói lại nhá. Tức là gì ạ? Tức là ngày xưa ấy, đúng không? Ngày xưa giá tỷ giá USD nó thấp ấy, công thấy là tỷ giá USD càng cao càng tốt sau này á, bởi vì mình đang kiếm đô la mà. Đúng không chị? Ví dụ là 5.600 mà nhân với ngày xưa nó chỉ khoảng 2-3 thôi thì mình chỉ được 128 triệu thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ 128 triệu 800 thì 5.600, ngày hôm nay mình nhân với 25,75 thì mình được 144 triệu 2 cơ mà. Trừ đi 128 triệu 800 thì tỷ giá đô ngày hôm nay so với giá đô của 2 năm trước ấy, thì mình lợi, bản thân mình vẫn kiếm cái phần trăm đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà ngày hôm nay tiền của mình lại được tiền Việt Nam được nhiều hơn và mình được lợi ra hơn 15 triệu đấy anh chị. Đấy, thấy chưa? Nó có một cái hay cực kỳ, đây là cái điều hay này, điều tuyệt vời này. Và công thấy là rất nhiều anh chị chúng ta vẫn cứ đam mê đi làm những công việc mà chỉ giúp cho mình kiếm được tiền Việt Nam không thì nó cũng chưa thực sự là tuyệt vời lắm đâu. Đấy. Thực sự là như thế. Tức là nếu như chúng ta cứ mải mê đi bán hàng này để kiếm cái lãi một chút này, sau rồi chúng ta đi làm thuê, làm công nhân ăn lương, làm công nhân viên chức nhà nước, làm ăn công ăn lương, hay là đi làm công nhân của các công ty ấy, đó, thì mình cũng chỉ kiếm được một cái khoản tiền rất là nhỏ, nó không đáng kể lắm anh chị ạ. Đấy, cái người thành công là những người phải, người ta phải làm những cái mà người khác ít làm đấy, thì chúng ta mới thành công lớn được. Và đặc biệt là làm những cái đó là hợp tác với quốc tế, mình kiếm tiền đô nó hay ở chỗ đấy. Và bản thân công thì công rất là thích làm về cái tỷ giá đô, tức là làm cái gì mà nó liên quan đến đô, cái đô la, một đô nó 25.000, 26.000 một đô thì ai chả thích, đúng không? Nên bây giờ mình đi làm tiền Việt Nam vẫn cứ làm bằng đấy, vẫn cứ quần quật bằng đấy, mà nó chỉ kiếm được cái tiền Việt Nam mình thôi. Thực sự nó đang hạn chế, nếu như mình chỉ tập trung vào cái tiền Việt mình nó hạn chế cái này, bởi vì tiền Việt mình đã mất giá mà, đúng không? Đang mất giá so với tỷ giá đô. Ngày xưa tỷ giá đô thì nó cao, nhưng mà bây giờ tỷ giá đô, tỷ giá tiền Việt của mình bây giờ nó đang mất giá rất nhiều rồi. Và công tin là trong tương lai nó còn mất giá hơn nữa. Tức là nó không dừng lại ở cái giá này nha. Nó không dừng lại giá này đâu ạ, mà nó còn tăng hơn nữa. Tức là giá đô la so với tỷ giá tiền Việt mình ấy, nó còn tăng tiếp nữa. Và đấy là cái lạm phát đây anh chị ạ. Và nếu như chúng ta là những người thông minh ấy, thì mình sẽ biết được là mình đầu tư vào một cái tài sản trước khi nó lạm phát, thì đấy lại là thời điểm tuyệt vời để mình trở nên giàu có trong tương lai anh chị nha. Đây là một trong những cái nơi trú ẩn lạm phát cực kỳ tốt ạ. Đấy, nói về cái biến động thị trường thì công muốn chia sẻ cho anh chị là nếu như chúng ta ấy mà đầu tư vào một công ty ABC nào đấy trước khi mà thị trường lạm phát ấy, đây là cơ hội cho anh chị làm giàu đấy. Tức là trong tương lai thị trường nó sẽ tăng trưởng, thị trường nó sẽ biến động, thì lúc đấy là lúc mà cái tài sản anh chị sẽ phát huy được cái đỉnh cao của cái sức mạnh của nó. Giống như ngày xưa khi mà trước khi lạm phát, chúng ta nhìn thấy là mình có thể đầu tư vào một cái mảnh đất nó rất là rẻ, nhưng mà sau đấy lạm phát, thị trường tăng trưởng và giá tiền bắt đầu mất đi, đồng nghĩa với việc là sau đấy cái tài sản anh chị đã đầu tư nó khoảng 100 triệu thôi, tự nhiên 3 năm sau lạm phát nó tăng lên 2 tỷ, đúng không? Đấy là mình thấy không? Giá trị, đúng không? Cho đấy. Cho nên là nếu như anh chị chúng ta thực sự quan tâm đến thị trường đầu tư mạo hiểm, đại công luôn nói luôn, đầu tư mạo hiểm không phải đầu tư rủi ro, không phải là cứ rủi ro cực kỳ lớn. Đầu tư mạo hiểm nó có cái hay đó, đầu tư mạo hiểm gọi là đầu tư sớm vào một công ty. Đấy là gọi là đầu tư mạo hiểm, chứ không phải đầu tư mạo hiểm là đi đầu tư vào một những đánh bạc, đúng không ạ? Nó hiểu rõ câu từ nha. Đấy, công dạo này công rất là hay nhắc đến cái chữ, câu chữ là đầu tư mạo hiểm, đúng không? Thì mình hiểu rõ là đầu tư mạo hiểm không phải là đánh bạc, không phải là mình đi chơi cái gì đấy nó kinh khủng, mà đầu tư vào mạo hiểm là đầu tư sớm vào một công ty. Đấy. Và đầu tư để làm sao cho công ty nó phát triển, dần dần mình thành tựu lớn. Đừng đầu tư, đừng đi đánh bạc là được, đúng không ạ? Đầu tư vào cái thời điểm mà trước khi nó lạm phát là càng tốt. Đấy. Và thôi, chắc là đấy, một tiếng rồi. Công mà nói nữa thì chắc là anh chị sẽ mất hết giờ ăn trưa và nấu cơm trưa mất. Cho nên là công sẽ dành thời gian còn lại cho anh chị chúng ta chuẩn bị cơm trưa nhá. Còn bây giờ thì chúc anh chị là chúng ta sẽ có những cái quyết định sáng suốt cho mình trong thời gian tới, và đặc biệt tránh những cạm bẫy tài chính nha. Công vẫn nhấn mạnh lại cái câu này, đó là tránh cạm bẫy tài chính để chúng ta có thể dành những cái khoản tiền tiết kiệm của mình đầu tư vào đúng công ty, đúng không ạ? Góp vốn vào đúng công ty tiềm năng, công ty thật,
đừng có đi chơi những cái những chương trình tài chính, mấy cái trò chơi trẻ con, mấy cái đứa trẻ con chín mấy nó vẽ ra, sau đó thậm chí các cô các chú năm nay 6-70 tuổi vẫn đi chơi các cuộc chơi của mấy đứa trẻ con nó vẽ ra, dù cái kêu là mình thông minh lắm, mình đầu tư sáng suốt, mình đầu tư tuyệt vời vào cái dự án này dự án kia, cuối cùng nó đem tiền của mình đi hết, đúng không ạ? Tránh giúp công những cái điều này để làm sao chúng ta đầu tư an toàn, đúng không ạ? Dựa vào những cái kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình. Còn bây giờ thì thôi, xin tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà mình một buổi trưa thật nhiều năng lượng và thật nhiều ngân lượng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Có bất kỳ điều gì băn khoăn thắc mắc và muốn hỏi cũng như muốn tư vấn, muốn được cho lời khuyên, anh chị hãy liên hệ với Công để Công có thể hỗ anh chị tốt nhất, đúng không? Công có thể hỗ trợ anh chị tốt nhất, bởi vì Công hiện nay có một team làm việc rất là tuyệt vời. Đó là Kim Thơ, đó là bạn Tuấn Minh rất là trẻ, sinh năm 2K5, cũng đang hợp tác với UST, và bạn ấy là một IT rất là tuyệt vời. Nếu anh chị nào muốn hỗ trợ về IT hay thông tin về công nghệ, liên hệ với Tuấn Minh. Ai muốn hỗ trợ về thông tin, về kỹ năng mềm, hãy liên hệ với Kim Thơ, đúng không ạ? Còn ai muốn hỗ trợ cả hai, hãy liên hệ với Công, đúng không ạ? Rồi còn bây giờ thì chào tạm biệt anh chị. Chúc cả nhà buổi trưa tốt lành, chúc cả nhà buổi trưa ngon miệng. Xin chào, bye bye. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.